Trở lại chương trình của bản tin ngắn, có vẻ như người Mỹ đã bắt đầu chia rẽ về cách nhìn của cha Francisco. Đức Thánh Cha đang kêu gọi Đức Thánh Cha đang kêu gọi kinh tế xanh, năng lượng xanh. Đức Thánh Cha kêu gọi triệt tiêu tư bản chủ nghĩa, trở lại thời của cộng sản chủ nghĩa. Đức Thánh Cha chỉ trích cái biên giới của người Mỹ là biên giới vô nhân đạo. Đó là lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là như vậy. Mà tôi không biết rằng Đức Thánh Cha kêu gọi kinh tế xanh là kinh tế kiểu gì. Kinh tế gì là kinh tế xanh là kinh tế kiểu gì thì quý vị. Một cuộc thăm dò ý kiến người Mỹ cho thấy quan điểm khác nhau về Đức Thánh Cha Francisco, với số lượng rất ủng hộ và rất bất lợi cho giáo hoàng người Argentina. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 9 của tờ báo Economist YouGov thực hiện, 12%, chỉ có 12% người trưởng thành Hoa Kỳ có cái nhìn thiện cảm với Đức Thánh Cha, trong khi đó 12% có nhìn rất tiêu cực về Ngài. Một tỷ lệ lớn hơn, 31% có quan điểm có phần thuận lợi với Đức Thánh Cha, 14% có phần không thuận lợi. Một bộ phận đáng kể dân số của Hoa Kỳ, 31% trả lời rằng họ không biết liệu có quan điểm thuận lợi hay là không thuận lợi với Đức Giáo Hoàng hiện giờ. Không có gì ngạc nhiên trong khi số 10 người theo chủ nghĩa tự do, 57%, họ có cái nhìn thiện cảm hoặc có phần thiện cảm với Đức Giáo Hoàng, gấp 3 lần so với người bảo thủ. Trên thực tế mà thật sự sử dụng từ bảo thủ hay là tự do, chúng ta phải đi ngược trở lại. Bảo thủ mới thật sự là người bảo vệ tự do. Còn cái đảng Dân Chủ hiện giờ là tự do, nhưng mà trong bản chất của nó là sự độc tài, giống như sự kiện mà trưởng bang New Mexico. Tới ngày hôm nay trưởng bang New Mexico, bà trưởng, bà là thống đốc bang, chứ bà là ông cứu nội mẹ của thiên hạ. Bà sử dụng cái vấn đề sức khỏe cộng đồng để suspend đi tất cả những cái hiến pháp quy định. Đến nỗi cái thằng chống súng, cái thằng David Hook, mà ngày hôm nay mà nó còn tuyên bố là gì, chống lại bà Mexico mà. 40% của đảng Cộng Hòa có quan điểm khuynh hướng ý thức hệ giáo hoàng chỉ biết là người rất cấp tiến. Chỉ có 14% đảng Dân Chủ tuyên bố như vậy. Cái vấn đề nằm ở chỗ mà bà Nancy Pelosi là một kẻ chống, một kẻ là công khai ủng hộ phá thai, giết trẻ em trong bụng mẹ mà vẫn còn được rước lễ, mà rước lễ tại Vatican City mà quý vị. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ hiện giờ đó, chúng ta hoàn toàn thấy cái sự chia rẽ của nước Mỹ và chúng ta biết về điều này. Và cái sự mà Đức Thánh Cha Francisco mà tấn công cái chính sách biên giới của ông Trump, hay là triệt tiêu cái vấn đề năng lượng dầu hỏa, thì tôi nghĩ chúng ta phải đặt câu hỏi trở lại về ý tưởng hay là tư tưởng của ông như thế nào. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.